Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết Thần Ưng Xé Xác Xe Tăng Địch 1972 của tác giả Mũ Xanh Phạm Văn Trung. Qua đợt đầu Cộng sản Bắc Việt tấn công mãnh liệt, hung hãn, ồ ạt, các căn cứ hỏa lực Cairo, Trung đoàn 56 thuộc Sư đoàn 3 Bộ binh Đầu Hàng và Mai Lộc, Lữ đoàn 147 Thủy quân Lục Chiến phải cầm cự lui dần. Khi căn cứ Pedro trở nên tuyến đầu phòng thủ, thiếu tá Đỗ Hữu Tùng, sĩ quan khóa 16 Đà Lạt, phong thái trầm tĩnh, luôn như suy nghĩ điều gì, từ từ thủng thẳng trong mọi biến cố. Kinh nghiệm chiến trường, một trong các tiểu đoàn trưởng cự phách của Thủy quân Lục Chiến là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 Thủy quân Lục Chiến, biết thế nào căn cứ cũng bị chiến xa cùng quân bộ Cộng sản Bắc Việt tấn công kế tiếp. Nên anh phối hợp với lữ đoàn 258, xin đặt mình chống chiến xa sâu về hướng Tây đường tiến sát đến căn cứ. Ngay trong đêm 8 tháng 4 năm 1972, toàn bộ tiểu đoàn 6 Thủy quân Lục Chiến phân tán lực lượng ra khỏi căn cứ, chốt tại các đỉnh cao xung quanh. Thật quả như Đỗ Hữu Tùng dự đoán, địch chuẩn bị cho cuộc tấn công căn cứ vào ngày hôm sau, nên pháo kích suốt đêm như mưa. Binh sĩ tiểu đoàn 6 dưới các hầm hố cá nhân bên ngoài căn cứ chờ địch suốt đêm. Quả nhiên lúc 6 giờ 45 sáng ngày 9 tháng 4 năm 72, một trung đoàn địch cùng đoàn chiến xa T-54, T-59 xuất hiện từ hướng Tây. Pháo binh được gọi can thiệp, nhưng chỉ cản sức tiến phần nào của bộ binh địch mà thôi. Còn chiến xa địch vẫn hăm hở song sáo tiến lên trông thấy nghênh ngang khinh địch. Đoàn chiến xa vượt hẳn đội hình của bộ binh của họ, tiến thẳng đến căn cứ. Từ một hố cá nhân chỉ huy đặt ống nhòm, Đỗ Hữu Tùng nở nụ cười nửa miệng. Anh thường hay có lối cười như vậy, bạn bè thường nói, ha, lại cười rùi rồi. Mà cứ mỗi lần cười rùi là tiếp theo một đòn độc. Bản chất vốn thủng thẳng, anh giữ im lặng vô tuyến với các đại đội xa gần, ngay cả với hệ thống chỉ huy cao hơn. Các con cái sốt ruột quá, không rõ ông Thái Dương của mình muốn gì đây. Vậy chiến xa đã cán hàng rào rồi mà sao chưa lạnh lặt gì thế này? Chờ cho đoàn chiến xa lọt hẳn vào tầm tác xạ dự trù, thì cũng vừa lúc một chiếc cán mìn, ầm một tiếng long trời dội đất. Chiếc chiến xa lệch sang một phía bốc cháy, vài chiếc khác đã lọt hẳn vào trong căn cứ, còn lững khững như đang cảm nghĩ chắc bị lừa. Thì lệnh khai hỏa tấn công của Đỗ Hữu Tùng vang lên trong máy truyền tin. Các chiến sĩ tiểu đoàn 6 nhô ra khỏi hố cá nhân. Súng nhỏ nhằm bộ binh địch mà khiển. Ống phóng chiến xa M72 57 ly không giật tha hồ mà phóng từ bên hông và theo đuôi đoàn chiến xa. Cả chục chiếc bốc cháy. Những chiếc còn lại hốt hoảng. Đội hình rối loạn và hút vào nhau phóng chạy. Nhưng đâu thoát. Các đồi xung quanh căn cứ binh sĩ tiểu đoàn 6 đã chốt hết rồi, cứ nhằm chiến xa địch mà xịt ống phóng M72. Một hồi nốt gọn gần 20 chiến xa địch, nhiều chiếc đang bốc cháy. Một số binh sĩ tiểu đoàn 6 hăng quá, phóng ra khỏi hố cá nhân nhảy phọc lên pháo tháp chỉ huy chĩa súng M16 vào trong xe tăng, dọa tung lựu đạn, kêu ra đầu hàng. Về phần bộ binh địch tiến theo sau, thấy đoàn chiến xa dẫn đầu bị phản công hung hãn. Bốc cháy hàng loạt, đâm hốt hoảng rối loạn hàng ngũ tháo lui. Ngay khi được báo cáo tình hình, Trung tá Ngô Văn Định, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 258, liền ra lệnh tiểu đoàn 1 Thủy quân Lục Chiến cùng chiến xa M48 hoạt động gần đó, nhào đến tiếp tay tiểu đoàn 6 truy kích ngược lại địch. Đồng thời không quân cũng được gọi đến khi trời quang sáng, để dội bom gây cho địch thiệt hại nặng. Địch cố thoát về hướng Tây bỏ lại hơn 400 xác ngổn ngang đầy đồi núi và 23 xe tăng. Kể cả tiểu đoàn 1 truy kích hạ thêm 4 và 2 xe tăng do tiểu đoàn 6 bắt sống, bị cháy, ngổn ngang. Vô cùng ngoạn mục và hùng tráng, thường thì chiến xa chiến là hai đoàn chiến xa bạn thù quần thảo với nhau. Nhưng đây ngược lại, lính thủy quân Lục Chiến quần thảo với chiến xa hạng nặng địch, khác nào như lấy trứng gà đập vào tảng đá. Thật là một trận diệt chiến xa bằng bộ binh ít thấy ghi chép trong các trang quân sử trên thế giới. Sau trận này, năm tiểu đoàn đàn anh không một ông nào dám coi thường thằng em thần ưng nữa.
Cũng lại trung tá Đỗ Hậu Tùng dẫn tiểu đoàn 6 tấp bi cửa khẩu thành Đinh Công Tráng trong trận tái chiếm Quảng Trị sau đó ít tháng. Lời kết, nhân danh là vị tiểu đoàn trưởng đầu tiên của tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến thần ưng, có vài cảm nghĩ như sau. Trung tá Đỗ Hậu Tùng, vị tiểu đoàn trưởng lâu nhất, cũng là người dẫn dắt tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến lập được nhiều chiến công hiển hách lẫy lừng. Đỗ Hậu Tùng sống anh dũng, khi về thì lặng lẽ biến đi, để lại biết bao thương tiếc cho bạn bè đồng đội và một mối tình sầu cho người nữ ca sĩ nổi danh. Nhiệm vụ sau cùng là lữ đoàn phó lữ đoàn 369, anh cùng với lữ đoàn trưởng trung tá Nguyễn Xuân Phúc mất tích vào những ngày cuối tháng 3 năm 1975. Hơn 20 năm sau, chúng tôi vẫn không tìm kiếm được một dấu tích nào về các anh. Khi ngồi ghi lại những dòng này, người viết không khỏi bồi ngồi xúc động, tưởng nhớ các anh, những chiến hữu đã cùng người viết, chia sẻ mười mấy năm vinh nhục trong cuộc nội chiến phi lý nhất lịch sử Việt Nam. Tác giả Phạm Văn Trung. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe. Và tiếp theo sau đây là bài viết của Hùng Biên, Trận chiến Cà Tum. Trận Cà Tum là trận chiến giữa quân chính quy Cộng sản Bắc Việt vào trại lực lượng đặc biệt Cà Tum, diễn ra từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 1968. Trại Cà Tum thuộc vùng 3 chiến thuật, nằm cách biên giới Campuchia 8 cây số về hướng Nam, cách Tây Ninh 40 cây số về hướng Đông Bắc và cách An Lộc 43 cây số về hướng Tây. Trại có kiến trúc hình ngôi sao năm góc với ba vòng đai phòng thủ kiên cố từ ngoài vào trong. Đặc biệt, trại còn có một phi đạo dài 950 mét chạy dọc theo hướng Bắc Nam cho các loại phi cơ như C-123, trực thăng Chinook CH-47 hay trực thăng Cobra AH-1 để chuyển tiếp ứng và tải thương cho trại Cà Tum. Vì tính quan trọng, án ngữ và kiểm soát một vùng biên giới với Campuchia, có nhiệm vụ ngăn chặn xâm nhập và di chuyển của quân Cộng sản Bắc Việt, nên trại Cà Tum đã là mục tiêu đánh phá của quân Cộng sản. Trại Cà Tum được chỉ huy trực tiếp bởi toán A-129 lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa, bên cạnh các cố vấn thuộc toán A-322 của Liên đoàn 5 lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ. Toán A lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa có 4 sĩ quan và hạ sĩ quan được tuyển chọn từ các quân trường hay đơn vị tác chiến qua những khóa huấn luyện rất đặc biệt cho cuộc chiến ngoại lệ không quy ước. Họ được học qua nhiều môn huấn luyện khác nhau như du kích và phản du kích, phá hoại, cứu thương, gọi pháo binh, truyền tin, xâm nhập, thám sát, nhảy dù, vân vân và vân vân. Do đó, các sĩ quan và hạ sĩ quan lực lượng đặc biệt chiến đấu rất giỏi, can trường và thích ứng với chiến thuật, lấy ít, chọi nhiều. Toán A lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ có quân số tương đương, nhưng chỉ làm công tác cố vấn. Binh sĩ của trại được gọi là dân sự chiến đấu, đa số là người thuộc dân tộc thiểu số, như người Thượng, được lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ tuyển chọn và phân bổ vào 4 đại đội tác chiến. Trưởng toán A-129 cũng là trưởng trại Cà Tum, khi diễn ra trận đánh là trung úy lực lượng đặc biệt Nguyễn Minh Đường. Với kinh nghiệm trưởng trại và thành tích chiến đấu qua nhiều trại lực lượng đặc biệt trước đây như A-Sao, A-Lưới, Bù Đớp, Tống Lê Chân, vân vân, ông được chọn trong danh sách 4 sĩ quan được đề cử về làm trưởng trại Cà Tum vào đầu năm 1968. Quân Cộng sản Bắc Việt thường xuyên đánh pháo vào vùng biên giới, pháo kích và tấn công vào trại. Đạn pháo rơi vào trại nhiều đến nỗi các quân nhân lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đã đặt tên cho trại Cà Tum là Kabum. Vào ngày 18 tháng 8 năm 1968, công trường 5 Cộng sản Bắc Việt cùng các đơn vị du kích Việt Cộng đã nã đạn cối 82 ly và hỏa tiễn 122 ly liên tục vào trại, theo đúng chiến thuật tiền pháo hậu xung. Sau đợt mưa pháo dày đặc, Cộng quân đã tấn công nhiều đợt vào sắc mặt Tây Bắc của trại,
nhưng đã bị kháng cự mãnh liệt của các binh sĩ dưới sự điều động của Trung úy Đường. Sau 10 giờ giao tranh, quân Cộng sản Bắc Việt đã bị tổn thất, rút lui, để lại 10 xác cộng quân. Đây là trận đánh mở đầu và thăm dò khả năng phòng ngự của trại Cà Tum. Tiếp theo những chuỗi ngày, Cộng sản pháo kích liên tục vào trại, với ước tính có 150 đạn cối rơi vào bên trong trại Cà Tum trong mỗi 10 phút. Cộng quân đã pháo kích mỗi ngày và mở những đợt tấn công, nghi binh đánh phá bên ngoài, nhằm làm suy yếu tinh thần và khả năng phòng thủ của các binh sĩ bên trong trại, trước khi chúng mở một trận đánh lớn dứt điểm tại Cà Tum. Để giữ an ninh cho trại, Trung úy Đường đã cho thiết lập hệ thống mìn Claymore xung quanh trại và được điều khiển kích nổ từ hầm chỉ huy của ông. Ông ra lệnh giới nghiêm toàn trại từ 7 giờ tối, mọi di chuyển bên dưới giao thông hào, mọi di động bên trên trong giờ giới nghiêm đều bị bắn. Ngoài ra, để dự phòng khả năng trại bị quân Cộng sản tràn ngập, ông ra lệnh cho các đại đội phòng thủ, khi địa điểm đơn vị bị quân Cộng sản Bắc Việt tràn vào, thì ở đâu cố thủ ở đó, giữ vững, trút xuống giao thông hào vì pháo ta sẽ bắn thẳng vào nơi cộng quân tiến vào. Vào giữa tháng 9 năm 1968, quân Cộng sản đã tăng con số đạn pháo kích, nã suốt ngày đêm trong suốt một tuần dài. Trại Cà Tum ngập tràn mưa pháo, các trụ phòng thủ với M60 và pháo 105 của trại liên tục khạc đạn đánh trả. Cao điểm trận đánh đã diễn ra từ chiều 24 tháng 9. Cộng sản Bắc Việt đã xô vào trận chiến hai trung đoàn chính quy và các đơn vị biệt lập với quyết tâm đánh chiếm trại Cà Tum. Chúng mở nhiều đợt tấn công vào mặt bắc của trại. Trận chiến diễn ra hàng giờ với quân số áp đảo của cộng quân, tương đương 3 trung đoàn so với quân số phòng thủ tại trại Cà Tum, chỉ 4 đại đội, tương đương 1 tiểu đoàn. Quân Cộng sản đã tiến dần áp sát vào trại. Trung úy Nguyễn Minh Đường bình tĩnh chỉ huy các đơn vị phòng thủ ở các mặt. Ông điều khiển hệ thống mìn Claymore nổ ở những nơi lính cộng quân rơi vào bẫy mìn. Toàn trại Cà Tum pháo nổ vang rền ngay bên trong và các phía xung quanh trại. Giao tranh dữ dội, vào khoảng 3 giờ sáng, quân Bắc Việt đã chọc thủng hàng rào phòng thủ, tràn vào mặt Tây Bắc. Hệ thống liên lạc chỉ huy của Trung úy Đường bị pháo trúng hư hại. Ông đã can đảm chụp lấy máy truyền tin PRC-25, đeo lên người, bục ra vùng trống bên dưới lửa đạn, kết nối liên lạc lại với các đơn vị phòng thủ và cố vấn Hoa Kỳ, thiết lập đường pháo tiếp viện. Ông đã dũng cảm chạy trong phòng tuyến chỉ huy đánh cận chiến và khuyến khích tinh thần binh sĩ chiến đấu. Ông ra lệnh các khẩu pháo 105 và M60 bắn trực xạ vào mặt Tây Bắc, nơi cộng quân đang tràn vào. Trong tình thế nguy ngập, Trung úy Đường không những bình tĩnh chỉ huy, cầm súng bắn trả mà ông còn tiếp cứu binh sĩ. Ông cõng trên lưng một người lính bị thương về chỗ an toàn. Đến rạng sáng thì binh sĩ trại Cà Tum đã đánh bật được các trung đoàn Cộng sản ra khỏi căn cứ. Chúng đã phải tháo chạy về bên kia biên giới. Khi trời sáng hẳn, tiếng súng đã yên, binh lính của trại lục soát và bắt được 14 tù binh. Với những khuôn mặt non chẹt, nhỏ nhất là 12 tuổi và tất cả đều là dân miền Bắc. Họ xâm nhập vào Nam theo đoàn quân, không quen biết địa hình. Những tù binh này cho biết là họ không dám rút lui vì sợ đạp mìn hoặc trúng đạn, nên nằm yên tại chỗ là an toàn nhất. Ngoài bắt được tù binh khoảng 135 xác cộng quân đếm được nằm khắp nơi trong và ngoài trại, chúng đã để lại vô số vũ khí cùng nhiều lựu đạn và chất nổ. Trong khi đó, lực lượng của trại Cà Tum bị tổn thất nhẹ với 12 binh sĩ hy sinh. Khi lửa khói của trận chiến chưa tàn và xác giặc còn nằm ngổn ngang, Trung tướng Đỗ Cao Trí, tư lệnh quân khu 3, đã đáp trực thăng xuống trại. Trung úy Đường đã đón chào Trung tướng Trí. Sau 38 ngày, trại Cà Tum bị pháo kích và tấn công với trâu tóc quá dài, Trung úy Đường liền thơ với tướng Trí: "Thưa Trung tướng, vì bận chiến đấu không kịp cắt râu tóc, xin Trung tướng bỏ qua cho." Trung tướng Đỗ Cao Trí nói: "Ê, không sao đâu em, anh biết mà." Trung úy Đường đã dẫn tướng Trí đi xem bãi chiến trường. Đi một hồi, tướng Trí nói:
Thôi được rồi em, anh xem vậy đủ rồi. Trung tướng Đỗ Cao Trí đã khen ngợi Trung úy Nguyễn Minh Đường và toàn thể binh sĩ của trại lực lượng đặc biệt Cà Tum. Tin vui chiến thắng của trại đã được điện về Bộ Chỉ huy C3 lực lượng đặc biệt, về quân đoàn 3 và về Bộ Tổng Tham mưu. Trại Cà Tum được tưởng thưởng huy chương anh dũng bội tinh cấp quân đội với nhành Dương Liễu. Trung úy Đường được đặt cách lên lon tại mặt trận, nhưng vì trở ngại trong quân bạ nên ông lại nhận thêm anh dũng bội tinh cấp quân đội với nhành Dương Liễu. Về phía lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ, ông được tưởng thưởng huy chương anh dũng bội tinh với ngôi sao đồng Bronze Star Medal with V. Ngay ngày sau đó, các đài truyền thông tại Hoa Kỳ như NBC, ABC và CBS hàng loạt đưa tin nói về chiến thắng của trại lực lượng đặc biệt Cà Tum. Chiến thắng Cà Tum là niềm hãnh diện lớn cho Trung úy lực lượng đặc biệt Nguyễn Minh Đường. Khi ông nhận ba huy chương cao quý của Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, hơn nữa, ông đã được diện kiến cùng sự khen ngợi từ Trung tướng Đỗ Cao Trí để nêu cao tinh thần chiến đấu của quân đội. Trong bài diễn văn trên đài phát thanh gửi đến quân đội và toàn dân, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ca ngợi chiến thắng của trại lực lượng đặc biệt Cà Tum và nêu tên Trung úy Nguyễn Minh Đường. Sau thất bại thảm hại, quân Cộng sản Bắc Việt đã tạm bỏ ý đồ đánh chiếm trại Cà Tum. Trại lực lượng đặc biệt này đã đứng vững và phạm vi kiểm soát của trại được siết chặt. Sang năm 1969, Trung úy Nguyễn Minh Đường được thăng cấp đại úy và thuyên chuyển về nắm trưởng trại lực lượng đặc biệt Đức Huệ, tiếp tục chỉ huy và chiến đấu qua các chiến trường khói lửa. Vinh quang thay cho những ai được sống và chiến đấu bảo vệ nền tự do dân chủ và nhân quyền cho dân tộc mình. Người lính Việt Nam Cộng Hòa đã có vinh quang ấy, xin mãi tưởng nhớ và tri ân những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hùng Biên, Atlanta, ngày 31 tháng 5, 2020. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.